Tôi xuyên không rồi, tỉnh dậy đã bị nhét vào kiệu hoa. Thay cho em gái quen chưa đầy 3 ngày. Gả cho Tần Tử Sung, người chỉ còn một hơi thở. Cho cô ta một bài học. Thử sao kiệu hoa này khác với tưởng tượng vậy? Không được, không được rồi. Cô nương cô đừng nghĩ quẩn nữa. Lát nữa đến phủ Tĩnh Nam Vương rửa tội chỉ là hình thức thôi. Đại thiếu gia phủ Tĩnh Nam Vương đã bệnh nặng, sắp chết rồi. Đợi hắn chết, lão gia và phu nhân sẽ đón cô về phủ. Lúc đó sẽ tìm cho cô một môn hôn sự tốt. Tiểu cô nương thật ngây thơ. Nếu thật sự đơn giản vậy, hôn sự này đã không rơi vào đầu chủ tử của hắn. Chủ tử của hắn cũng sẽ không bị người ta tính kế. Trăm miệng khó mà bàn, tuyệt vọng đến mức nghĩ quẩn. Sáng sớm trời còn chưa sáng, đã treo cổ tự tử. Cha mẹ ta đâu? Cha không thật sự đi tìm hoàng thượng chứ? Lão gia định vào cung, nhưng vừa ra khỏi viện, lão vương gia đã đánh ngất ông ấy, kéo luôn cả phu nhân đi. Kẻ ức hiếp người khác thật đáng ghét, không làm gì để cho chúng bực mình. Khi thấy có lỗi với người giúp đỡ, chủ nhân ban đầu. Kiệu hoa của phủ Tĩnh Nam Vương đã đến. Chậm trễ sẽ chọc giận phủ Tĩnh Nam Vương. Người chịu khổ vẫn là cô. Ta muốn gặp nhị cô nương nhà các người trước. Hừ, nhờ phúc của tô cô nương, nhị cô nương đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh. Tô cô nương còn muốn gặp nhị cô nương làm gì? Việc cấp bách là đến phủ Tĩnh Nam Vương rửa tội. Chuyện khác đều không quan trọng. Rốt cuộc là ai kéo phúc của ai, lại còn đổ lỗi cho người khác. Phủ Tĩnh Nam Vương cưới ta làm thiếp, vừa hay nhị cô nương cũng hôn mê. Khí vận tốt lành trên người ta, sao có thể không trước hết dành cho người nhà? Biết đâu ta đến rửa tội cho cô ấy sẽ tỉnh lại. Nhị cô nương đúng là cần một cơ hội thích hợp để tỉnh lại. Tô cô nương nên hiểu rõ, cho dù bây giờ nhị cô nương tỉnh lại, người lên kiệu hòa vẫn là cô. Tự mình bước lên kiệu hòa vẫn tốt hơn bị trói lên. Đạo lý này ta hiểu, ý của ta là vậy. Không cần thì thôi. Việc này một mình ta quyết định không được. Để ta phái người bẩm báo Tam Thái Thái. Mama, Tam Thái Thái, đợi bà dẫn tô cô nương đi gặp nhị cô nương. 3 ngày trước, vì lễ tri điệu của cha Tô Hồng Sơn, Tô Đường và Vân Gia, trưởng nữ của Tam Phòng, đã cãi nhau bên hồ trong vườn. Lúc cãi nhau gay gắt, Vân Gia đẩy Tô Đường một cái, Tô Đường tức giận đẩy lại. Kết quả Vân Gia thuận thế nhảy xuống hồ. Lúc đó bên hồ không có lấy một anh hoàn, Tô Đường trở thành thủ phạm, khiến Vân Gia hôn mê bất tỉnh. Mà Vân Gia và đại thiếu gia phủ Tĩnh Nam Vương đã có hôn ước từ trước. Tin tức Vân Gia gặp chuyện, vốn phải giấu kín với đại thiếu gia phủ Tĩnh Nam Vương, nhưng lại truyền đến tai hắn ngay lập tức. Đại thiếu gia vốn mang bệnh trong người, thêm vào đó là giận dữ, lập tức phun ra một ngụm máu rồi ngất đi. Có lẽ đại thiếu gia phủ Tĩnh Nam Vương đã bệnh đến mức con ngựa chết như ngựa sống rồi. Đến nước này, vì rửa tội mà ngay cả người cũng không chọn nữa, từ bỏ Vân Gia đang hôn mê, lại bắt Tô Đường, thủ phạm gây họa, thay Vân Gia lên kiệu hoa. Thích giả vờ ngủ à? Vậy thì cứ ngủ đi. Không ổn rồi, Thái Thái, cô nương gọi mãi không tỉnh. Sao lại gọi không tỉnh? Giống như thật sự hôn mê bất tỉnh vậy. Mau gọi thái y, dạy cho cô ta một bài học. Hay. Không được, không được, dừng lại. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Ủa, Tô Đường đã nôn vào Lâm Nhị Thập Nhị, đại phu phủ Tĩnh Nam Vương. Kết quả trực tiếp nhất là người cùng cô ta bái đường không còn là người, mà là con gà tạm thời bắt về. Lễ thành đưa vào nhà củi. Cô nương nhà ta là gà đến để rửa tội, sao các người có thể nhốt cô nương nhà ta trong nhà củi chứ? Hừ, chỉ là con riêng sinh ra, cũng chỉ vì vương phủ xui xẻo, con trai cháu trai chính thất liên tiếp gặp chuyện, mới để một đứa con riêng nhặt được món hời. Không biết ơn thì thôi, lại còn dám đẩy nhị cô nương vân xuống nước. Làm đại thiếu gia chúng ta tức giận đến thổ huyết, còn nôn vào nhị thiếu gia chúng ta. Nhà củi đã tính là nhẹ rồi. Tô nương, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Khóc gì, đây là chuyện tốt. Nhà củi tuy bẩn hơn, lộn xộn hơn, nhưng sao bằng vào phòng tân hôn chứ? Tô nương bị ngốc rồi à? Nhà củi sao bằng phòng tân hôn được? Cô nghĩ xem, phủ Tĩnh Nam Vương, đại thiếu gia chán ghét ta trước mặt, ta chẳng phải sợ chết sao? Ta thở ở đây còn hơn. Nhưng chẳng có chỗ nào để ngồi cả. Ngồi nửa ngày rồi, đứng lên vận động gần cốt cũng tốt. Phủ Tĩnh Nam Vương đã chán ghét cô ta, sẽ không để cô ta yên ổn một khắc nào đâu. Đúng như Tô Đường dự đoán, mụ già giữ cửa cũng thấy nhà củi không có người chết nên không sợ, lập tức đi bẩm báo. Chưa bao lâu, lại kéo Tô Đường và anh hoàn ra khỏi nhà củi, ném vào phòng tân hôn. Tô Đường bước đến bên giường, liền thấy cả đại thiếu gia mặc hỷ phục đỏ thẫm,
Ôi, người đàn ông này đẹp trai quá. Người đàn ông đẹp trai thế này mà chết, thật là đáng tiếc. Ta tưởng đại thiếu gia nhà tôi đẹp trai hơn, không ngờ qua đêm lại càng đẹp trai hơn nữa. Chỉ là hơi xanh sao, sắp chết rồi. Nghĩ đến Tô Nương còn trẻ mà phải thủ tiết cả đời, nước mắt bán hạ không kiềm được mà tuôn ra. Không thấy Tô Đường bắt mạch cho Tạ Bách Đình, đau nước mắt. Chỉ thấy Tô Đường kéo thắt lưng Tạ Bách Đình, kéo qua kéo lại, gấp gáp lắm. Tô Nương định thừa lúc chàng rể còn sống, sinh một tiểu thiếu ra sao, để nô tỳ làm cho. Cũng tốt, y phục này khó gỡ lắm. Không, không cần cởi quần hắn, phần còn lại để ta là được rồi. Đại thiếu nãi nãi cởi quần đại thiếu ra, đúng là nữ lưu manh. Tô Đường lấy kim bạc từ trong ra. Bán hạ nhìn sững sờ, kim bạc này là trước khi Tô Đường mặc áo cưới bảo cô ta đi tìm. Bán hạ vẫn thắc mắc cô nương lấy kim bạc của đại phu làm gì. Điên rồi, cô nương chắc chắn là điên rồi. Chàng rể tự chết, cô nương phải thủ tiết cả đời. Hắn bị Tô Nương chấm chết. Phủ Tĩnh Nam Vương có khi bắt cô nương phải chôn theo đấy. Ôi Tô Nương, xin hãy hạ thủ lưu tình, ta đang cứu hắn. Đại thiếu nãi nãi, xin hãy mở cửa. Xong rồi, lần này chết chắc. Đi canh cửa, dùng bất cứ cách nào, không được để bất kỳ ai vào. Tô Đường tiếp tục châm cứu, vì một khi bắt đầu thì phải làm bề một mạch. Nếu không, công dã chàng không nói, Tạ Bách Đình sẽ trúng độc mà chết tại chỗ. Một hơi, Tô Đường chấm hết tất cả kim bạc xuống. Thấy máu độc đen đập chảy ra, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là hơi thở này thở ra quá sớm. Bên kia bán hạ, chặn cửa. Vị quản sự Lý Mama dẫn theo anh hoàn phá cửa xông vào. Cái tát này đánh Lý Mama choáng váng, cũng là mấy anh hoàn xông vào sợ hãi, theo bản năng lùi lại mấy bước. Đánh đại thiếu nãi nãi, cút ra ngoài. Ghét nhất là khi đang chữa bệnh cho người ta mà bị người khác quấy rầy, mà tình trạng của Tạ Bách Đình lại thực sự nguy cấp. May mà không chậm trễ nhiều, nếu muộn thêm một khắc nữa thì thần tiên cũng khó cứu. Lý Mama không ngờ đại thiếu nãi nãi mới vào phủ lại nóng tính như vậy, hơi không vừa ý là động tay đánh người. Nhưng cô ta không thể đi, cô ta đến để cứu đại thiếu gia, không phải đến để giúp đại thiếu nãi nãi ra ai. Đại thiếu nãi nãi định làm gì đại thiếu gia nhà ta? Đêm tân hôn vợ chồng chúng tôi làm gì? Cần phải báo cáo với bà sao? Đại thiếu gia nhà ta đã mất rồi, chưa từng thấy ai đói khát đến mức này. Cho dù không phải lớn lên ở vương phủ, thì ít nhất cũng mang danh cô nương vương phủ gả vào. Làm vậy không sợ mất thể diện vương phủ sao? Phủ Tĩnh Nam Vương các người cưới tôi về là để rửa tội, mà tôi đang tận tâm tận lực lo việc này. Nếu phủ đổi ý không cần tôi rửa tội nữa, thì xin Phủ Tĩnh Nam Vương các người cho tôi tờ giấy ly hôn. Tôi tuyệt đối sẽ không ở lại làm phiền. Bây giờ lập tức ngay lập tức cút ra cho tôi. Tô Đường từng bước ép sát, ép Lý Mama từng bước lùi lại. Ba cứ đứng ở đây, tôi xem không có tôi, đại thiếu nãi nãi này, ai dám bước vào một bước. Đám anh hoàn đứng ngoài cửa trơ mắt nhìn. Đại thiếu nãi nãi vén màn lên giường, trái tim bán hạ run lên như cái sàn. Sáng nay Tô Nương còn treo cổ tự tử, nhưng bây giờ vẫn chưa từ bỏ ý định đó. Hận chàng rể, quyết định kéo chàng rể cùng chết. Sắp phanh thây chàng rể rồi. Trên giường, Tô Đường tập trung tinh thần bắt mạch cho Tạ Bách Đình. Thân thể của chủ nhân quá yếu, chân pháp gia truyền của hắn mới làm được một nửa, đã hơi kiệt sức. Cố gắng hoàn thành việc châm cứu, qua loa băng bó tay cho Tạ Bách Đình, rồi mệt mỏi kiệt sức mất đi. Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy subscribe và cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.